quay trở lại với kênh Tiếp của mọi nhà. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một món ăn, đó là bò kho. Thì nguyên liệu ở đây mình đã chuẩn bị sẵn, thì gồm có tất cả những các nguyên liệu, đó là cà rốt nè, sả nè, hành tây, ớt này là ớt sừng nè các bạn. Ớt này cũng không có cay lắm đâu ha. Đây là gừng mình đã sắc, mình đã gọt vỏ rồi. Còn đây là hành, tỏi. Còn bên đây á, là gồm các gia vị thông thường của mình, đó là gồm đường, nước mắm, bột ngọt, cờ no. Rồi ở đây thì bò kho thì chúng ta sẽ cho cái vỏ quế này vào này các bạn, với lại cái hoa hồi nó, để mình tăng thêm cái gia vị của bò kho ha. Còn đây là đây là cái bột bò kho để nấu bò kho đó các bạn. Thì các bạn có thể ra ngoài chợ các bạn mua theo cái hướng dẫn ở trong cái bọc đó, thì mình sẽ nấu bao nhiêu thịt và bao nhiêu cái lượng này mình sẽ đông ha. Còn đây là bột ngọt nè các bạn. Còn ở đây là rượu trắng. Ở đây là rượu trắng nè các bạn. Rượu trắng để mình dùng để mình rửa thịt bò cho nó bớt mùi tanh của bò ha. Và đây là cái nước dừa nè bạn. Và đây là trái dừa. Dừa ở đây là mình dùng dừa xiêm để cho nó tăng thêm độ ngọt ha. Còn ở đây là thịt thịt bò. À, mình mua cái loại bò này là nó có gân nè các bạn. Cái gân xớ xớ này á, khi mà mình nấu thịt, nấu bò kho á, nó sẽ ngon hơn cái nạc không. Cái nạc không mình nấu bò kho nó không có ngon bằng đâu các bạn. Các bạn nấu thì các bạn nên lựa những cái thịt mà nó có cái gân gân như thế này ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành, chúng ta sẽ rửa thịt bò. Và chúng ta sẽ bắt đầu ướp thịt bò ha các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ bỏ thịt bò vô và chúng ta sẽ rửa nha các bạn. Mình sẽ bỏ gừng vào ha. Và đây là rượu ha các bạn. Chúng ta sẽ rưới rượu vào. Và bây giờ chúng ta sẽ rửa đều ha. Và bây giờ chúng ta sẽ xắt thịt ra cái miếng cho nó vừa, rồi mình ướp nha các bạn. Đây này, mình sẽ cắt ra cái miếng vừa ăn thôi nha các bạn. Đó, miếng như thế này là vừa rồi. Đó, mình cắt làm đôi ra. Đó. Sau khi chúng ta đã xắt cái phần thịt bò này ra rồi á, thì bây giờ chúng ta sẽ băm tỏi, hành, ớt để chúng ta ướp vào trong thành phần thịt bò này cùng với các gia vị ha các bạn. Tỏi, hành, tím, ớt và sả, gừng mình đã băm nhuyễn hết rồi nè các bạn. Thì bây giờ mình sẽ bắt chảo lên và mình làm cháy cho nó thơm. Và bây giờ cái phần sả này chúng ta sẽ đâm cho nó dập ra và chúng ta sẽ cắt làm đôi nha các bạn. Mình sẽ cho phân nửa hành tím vào ha các bạn. Mình cho phân nửa sả vào nữa ha. Và đây là phần ớt nha. Và gừng. Bây giờ chúng ta sẽ đảo đều nha các bạn. Và bây giờ mình cũng đổ cái phần mà ướp cái gia vị bò nè, ướp cái gia vị bò kho đó, mình cũng cho vào luôn để lát nữa nó tạo nên cái mùi bò kho đó các bạn. Rồi bây giờ chúng ta tắt lửa và chúng ta sẽ đổ vào trong cái phần thịt của mình để mà mình ướp ha. Mình sẽ đổ các cái phần này vào ha các bạn.
Và bây giờ chúng ta sẽ cho các gia vị vào cùng một lúc luôn. Để mình ướp cho nó thấm, mình sẽ cho phần cà no vào nha. Và đây là mình bột ngọt ha. Và đây là phần đường ha các bạn. Mình sẽ đổ hết vào luôn. Nếu như mà các bạn có đường phèn thì các bạn cho vào đường phèn thì nó sẽ còn ngọt thanh hơn, ngon hơn nữa hết các bạn. Và đây là nước mắm nha. Và đây là cái phần dầu đều các bạn, để tạo màu đó. Và bây giờ mình sẽ cho cái vỏ quế và hoa hồi vào. Cái này do lúc nãy mình rửa đó, nó còn tí nước cho nên thành ra là nó cốt hơi lên rồi nó sôi. Thì cái này không sao, mình sẽ rán cho nó khô một tí là được nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ cái vỏ quế và hoa hồi ra chén nha các bạn. Cái mùi nó rất là thơm luôn ha. Đã ướp xong 2 tiếng đồng hồ rồi. Thì bây giờ mình chúng ta sẽ cho thịt bò vào trong nồi để chúng ta nấu nha các bạn. Chúng ta sẽ cho dầu ăn vào. Chúng ta sẽ cho cái phần tỏi, ớt, hành và sả mình đã băm lúc nãy á, mình sẽ cho hết vào luôn các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cho thịt bò vào nha các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đảo đều nha. Bây giờ chúng ta sẽ đảo đều. Dậy mùi lên rất là thơm đấy các bạn. Và bây giờ mình sẽ đậy nắp lại, mình hầm trong khoảng 15 phút, sau đó mình sẽ dỡ ra. Rồi mình sẽ đậy nắp lại chờ trong 15 phút đó. Và bây giờ chúng ta đã bỏ phần hoa hồi và quế vào để tạo cái mùi hương cho cái bò kho của mình nó ngon hơn nha các bạn. Đó, và bây giờ thì chúng ta sẽ bỏ cái phần nước dừa còn lại vào nè các bạn. Đó, và bây giờ thì chúng ta bỏ nước dừa vào đó. Và chúng ta sẽ thêm cái phần nước nước lạnh vào nữa nha các bạn. Khi mà mình thêm nước vào thì mình nên dùng nước sôi mình thêm hết các bạn. Và mình thêm nấu bò kho thì mình cho nước khá khá vào ha. Mình sẽ cho thêm 2 chén nước sôi vào. Và chúng ta sẽ quậy lên. Đó. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đậy nắp và chúng ta hầm tiếp nha các bạn. Để cho cái phần thịt cho nó mềm và nó thấm gia vị.
Thì sau khi cái phần thịt bò và cà rốt của mình đó, nó đã mềm rồi đó các bạn, nó đã thấm rồi, thì chúng ta sẽ cho hành tây vào để tạo thêm cái hương vị và cái màu sắc cho cái nồi bò kho. Thì tới đây thì giờ chúng ta tùy theo khẩu vị của mỗi gia đình thì chúng ta nêm nếm lại cho nó vừa ăn ha các bạn. Thì đối với mình thì khẩu vị của mình thì ăn như thế này là đã vừa rồi. Thì sau khi chúng ta nấu gần chín rồi thì chúng ta sẽ nêm lại ha. Thì để cái món bò kho của mình đó, nó đậm đà và nó tăng thêm hương vị cho món bò kho của mình thì mình sẽ cho bò sữa bò vào ha các bạn. Đây là cái bí quyết mà để mà mình nấu cái bò kho cho nó ngon, đặc biệt là khi mà mình ăn chung với bánh mì đó thì cái sữa bò này thêm vào bò kho nó rất là ngon. Đó. Thì các bạn nào chưa làm thử thì các bạn cứ làm thử đi. Nó rất là ngon và rất là thơm luôn. Cái hương vị nó khác hẳn. Cho nên là mình cho nó cũng kha khá vào để mà chúng ta sẽ có món bò kho rất là ngon nha. Và đặc biệt khi mà mình cho cái sữa bò vào món bò kho đó các bạn thì cái màu của nó rất là tươi luôn. Cái màu của bò kho nó rất là sáng và nó rất là đẹp. Đó, các bạn có thấy không? Lúc nãy thì cái màu của nó sậm hơn nhưng mà bây giờ sau khi mình cho cái phần sữa bò vào đó thì nó sẽ sáng lên và nhìn nó rất là bắt mắt và rất là thơm luôn. Mình chúc cho các bạn sẽ thực hiện thành công với món bò kho mà mình hướng dẫn nha. Mình chúc các bạn ngon miệng.